Theo lực lượng cảnh sát giao thông huyện Di Linh, thời gian qua tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Di Linh nói riêng vẫn có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt là vẫn xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, để lại những hậu quả nặng nề. Để ngăn chặn triệt để tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông Di Linh đã phối hợp với chốt giao thông Gia Hiệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát xe khách và xe container, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hoạt động tuần tra xử lý sẽ tập trung trên tất cả các tuyến chính như quốc lộ 20, quốc lộ 28, cửa ngõ ra vào địa bàn huyện. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động bố trí lực lượng xử lý vi phạm, đảm bảo khép kín thời gian, tuyến, địa bàn, không để các phương tiện kéo dài tình trạng vi phạm. Từ 15 tháng 8 đến nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với PC08 cũng như là công an các xã thị trấn đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xử lý. Thì trong từ 15 tháng 8 đến nay thì mấy ngày đầu ra quân thì cảm thấy là các cái phương tiện cũng đã có ý thức chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải. Và số lượt kiểm tra của chúng tôi như ngày hôm nay chúng tôi kiểm tra rất là nhiều lượt phương tiện. Đối với xe ô tô khách, container, cả xe, các cái xe kinh doanh vận tải, tuy nhiên thì hành vi vi phạm cũng có, tuy nhiên cũng đã hạn chế hơn nhiều và các cái phương tiện cũng có ý thức chấp hành pháp luật cao hơn sau khi được tuyên truyền về các đợt cao điểm. Trong những ngày đầu ra quân, toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện và cảnh sát giao thông chốt Gia Hiệp, công an tỉnh đồng loạt triển khai các điểm nóng giao thông như khu vực trạm thu phí Liên Đầm, khu vực trung tâm thị trấn Di Linh để phát hiện xử lý tình trạng xe khách, xe container vi phạm. Với kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng phát hiện nhiều xe khách vi phạm các lỗi như đón trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đổ, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, vi phạm điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng nhưng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy, không có hoặc không mang theo danh sách hành khách theo quy định. Tổ công tác đã kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không để các đơn vị vận tải, lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông dẫn đến hệ quả xấu cho xã hội. Chốt cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh ra quân vào một tuần là từ 3 đến 5 buổi kế hoạch cố định, và ngoài ra còn có những cái tính chất phức tạp khác thì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để phối hợp để phải xử lý. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ khác như đội kinh tế, đội ma túy để kiểm tra các đối tượng chủ yếu là xe đầu kéo, vì đối tượng xe đầu kéo là rất hay có cái tình trạng sử dụng với ma túy. Nhưng kết quả bước đầu thì chúng tôi sử dụng là chưa phát hiện ra được trường hợp nào có dương tính với ma túy. Thì thấy các anh gia gia quân rồi giống như vậy thì giống như hỗ trợ rồi giảm như đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồ thì cũng ổn định cho người dân, rồi giống như là tụi lái xe tụi em. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, từ ngày đầu ra quân cao điểm đợt tổng kiểm tra đến nay, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 138 lượt phương tiện, trong đó có 86 xe vận tải hành khách, 52 xe vận tải hàng hóa và xe đầu kéo container, đo 50 lượt nồng độ cồn, test 10 trường hợp nghi sử dụng ma túy. Qua đó đã phát hiện lập biên bản 23 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông chốt Gia Hiệp, công an tỉnh cũng đã lập biên bản 7 trường hợp vi phạm. Được biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền tuần tra kiểm soát, phát hiện những hành vi vi phạm của xe khách, xe đầu kéo trên địa bàn. Đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông của chủ phương tiện và lái xe. Hoạt động này nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, từng bước lập lại an toàn trên các tuyến trọng điểm.